Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức 24 giờ quanh ta. Tin tức ngày 5 tháng 4 năm 2021 có nội dung chính sau đây: chống tham nhũng phải kiên trì và không được bỏ lửng, và Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra và truy tố, khẩn trương đưa ra xét xử sơ thẩm 5 đại án, đẩy nhanh tiến độ điều tra truy tố xét xử một số vụ đã rõ. Và tại cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng diễn ra vào ngày 18 tháng 3, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban chỉ đạo khẩn trương tháo gỡ những khó khăn và tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng, nhất là các cơ quan tiến hành tố tụng trung ương và địa phương tăng cường độ phối hợp để đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử một số vụ đã rõ và đã chín. Chúng ta phải kiên trì, phải làm triệt để chứ không bỏ lửng. Không phải làm tượng trưng là có xử, mà xử là phải triệt để, và khâu thu hồi tài sản phải làm tốt hơn nữa. Và cũng tại phiên họp thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh chúng ta một lần nữa nói lên quyết tâm rất cao trong lĩnh vực này, chỉ đạo kiên quyết, chặt chẽ, phối hợp nhịp nhàng với bước đi bài bản, hợp lý, rõ đến đâu làm đến đấy, làm vụ nào cũng tâm phục khẩu phục. Đấy là kinh nghiệm của chúng ta, đấy cũng là nguyên nhân vừa qua đạt kết quả đó, và cái rất lớn nữa là sự đồng tình ủng hộ rất cao của nhân dân. Người đứng đầu của Đảng, Nhà nước yêu cầu các cơ quan chức năng theo chức trách, trách nhiệm của mình phải làm quyết liệt hơn nữa, dù không có trong kế hoạch nhưng nếu ta tự phát hiện ra và vẫn phải làm trong ngành lĩnh vực địa phương mình. Ban chỉ đạo không làm thay hết tất cả, chỉ làm ví dụ như một số vụ để làm gương, còn tất cả các cơ quan chức năng, các địa phương phải làm. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lưu ý nên có cơ chế thưởng phạt đối với cơ quan, cá nhân làm tốt hoặc là làm không tốt. Đồng thời trong chỉ đạo phải có sự phối hợp, phân công, phải có kiểm tra và làm theo đúng chức trách, phận sự của mình. Ban chỉ đạo mạnh hơn, có sự phối hợp của nhiều cơ quan thì sẽ làm tốt hơn. Đây là cơ chế phối hợp, chỉ đạo tập thể, tạo sự thống nhất rất cao của cả hệ thống, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ. Và xử lý nghiêm, không có vùng cấm. Và theo nhận định của nhiều đại biểu Quốc hội thì việc xử lý, thi hành kỷ luật đối với cán bộ có sai phạm liên quan đến các vụ án, vụ việc thuộc Ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo cho thấy công tác phòng chống tham nhũng đã được đẩy mạnh và đạt được nhiều kết quả tích cực. Và nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp được phát hiện, giải quyết đúng pháp luật và nghiêm minh, càng khẳng định quyết tâm chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước, không có vùng cấm. Và trao đổi với phóng viên thì đại biểu Quốc hội Bùi Văn Xuyên, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng để phòng chống tham nhũng hiệu quả cần tăng cường các kênh, các hoạt động giám sát đối với hoạt động xây dựng pháp luật, như là hoạt động giám sát của Đảng đối với công tác lập pháp và hoạt động giám sát của Quốc hội đối với việc thực thi pháp luật. Qua giám sát, nếu phát hiện sơ hở, thiếu sót trong văn bản quy phạm pháp luật thì yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi và bổ sung hoặc trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về kiểm soát quyền lực, hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên giám sát của báo chí và nhân dân. Và qua kết quả điều tra thì xử lý dứt điểm, nghiêm minh nhiều vụ án tham nhũng kinh tế đặc biệt nghiêm trọng trong thời gian qua, đại biểu Quốc hội Nguyễn Mai Bộ, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng an ninh của Quốc hội nhìn nhận đặc biệt của tội phạm kinh tế tham nhũng là tội phạm ẩn. Khi bị phát hiện thì gần như hành vi phạm tội đã hoàn thành, hậu quả đã xảy ra. Đối tượng vi phạm thường là có chức vụ, có trình độ và có lợi ích phụ thuộc nhau. Vì vậy, công tác phòng ngừa và phát hiện, đấu tranh với tội phạm tham nhũng phải luôn đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện của Đảng, trực tiếp là Ban chỉ đạo Trung ương về chống tham nhũng, và sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả với các cơ quan của Đảng và của tỉnh, thành ủy. Và 5 đại án Ban chỉ đạo Trung ương yêu cầu khẩn trương xét xử sơ thẩm, đó là những đề án được chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng yêu cầu khẩn trương xét xử sơ thẩm, đó là vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại công ty bia rượu nước giải khát Sài Gòn Sabico, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công Thương và một số đơn vị có liên quan. 2. Vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại dự án cải tạo và mở rộng sản xuất giai đoạn 2 công ty gang thép Thái Nguyên. 3. Vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty Nhật Cường và một số đơn vị có liên quan. 4. Vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giai đoạn 1. 5. Vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Cục Quản lý Dược Bộ Y tế, VN Pharma và một số cơ quan đơn vị có liên quan. Và đó là thông tin ngày 5 tháng 4 năm 2021, một thông tin rất hữu ích cho anh em. Và nếu anh em thấy thông tin này bổ ích thì đừng quên cho tôi một like, một chia sẻ và một comment nhé. Tạm biệt anh em.